Sao có chuyện gì vậy cưng? Sao lại e ngại trước một chàng trai như vậy? Là vì anh đi nhìn thật là sâu. Sao? Hay do anh cười nói vô duyên. Ôi, không. Hay là do bàn chân anh ngay nhìn rất là ghê. Hey. Và mặc dù anh cũng chịu khó tâm, thế nhưng lúc nào mùi cũng bay bay hết. Nhưng chắc rằng là cô chưa thấy được ai vừa mến vừa hay như thế. Hay đó, anh ấy có chút thương xót chút ít thôi. Hay đôi khi có khác người. Tuần làm cùng anh chơi rất vui. Như hai anh em rất thân. Chẳng ai thật buồn cười, chẳng ai như thế. Đâu liên quan gì tới con. Tuy anh có chút thương xót nhưng chúng tôi thì chắc là đến một lúc. Mọi điều đó rồi sẽ giảm bớt dần dần bằng một chút yêu thương đã say. Cả nhà đừng nhắc đến chuyện này nữa có được hay không? Bọn con đang gặp phải rắc rối khác mà. Phải rồi, nói xem con gái. Cô với anh như gà đang mặc tóc. Nói năng rất tệ, thường hay ngu ngơ. Bây giờ anh ta chỉ vui tôi khi ở trong rừng sâu. Chị không cần biết điều đó. Có khi cô còn đang lo lắng. Tóc khoe hoe vàng thì trông không bền lắm. Hoặc là chỉ vì do anh ngay từ cho mình luôn nghe khi. Anh ấy có chút thứ sao thôi, chút ít thôi. Anh ấy nuôi thêm mấy con giận. Không có nha. Điều anh ấy khát khao chính là được sống trong yêu thương thật nồng nàn, tràn đầy nhiều hạnh phúc. Hả? Anh ấy có chút thứ sao thôi, nhưng chúng ta đều biết mình phải làm sao để sớm hết những kiếm quyết cơ sở là tạo một chút yêu thương ngắn ngay. Thôi đi, thôi đi, thôi đi. Đúng rồi. Cô ấy đã đính hôn với người khác, được chưa? Cô ấy có chúng ta thôi chút ít thôi. Nhưng chị bé tí teo. Chuyện mang hôn ước đó không chỉ là dàn xếp thôi. Thêm mọi đi là tay không hề đeo nhưng cô ấy đã có chuyện sắp rồi khi chính cô chẳng biết mình phải làm sao. Chỉ cần đợi hôn phu ra đường nào thôi. Mọi chuyện xem như đâu ra đó. Rất khó khiến trời ngày đổi thay. Nếu như cô muốn làm như thế, tình yêu cho ta thêm những sức mạnh sẽ khiến con người thay đổi. Khi ta có những sai lầm hay những e sợ lo lắng, tình yêu luôn giúp chúng ta, luôn giúp chúng ta. Ta tỏa sáng khắp nơi, sẽ mang theo những ước mơ. Anh không có chút ít thương xót, thôi chút ít thôi. Thật tuyệt vời làm sao? Trời ơi. Chị nè, em nè. Chúng ta nên đỡ nhau, sẽ bên nhau cho nhau hoàn thiện hơn. Anh không sẽ có chút ít thương xót, nhưng đến khi gặp bao hiểm nguy sẽ biết buồn. Cái điều duy nhất có thể đó chính là cho người đó thiếu, và chính đó chính là Anna. Con có đồng ý lấy Christoph làm thằng yêu của mình hay không? Cái gì? Đang tổ chức đám cưới.